Chương 2. Nguồn gốc đạo Phật giáo Hòa Hảo, hiện duyên. Theo đời gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu. Theo truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo không xuất hiện do Đức Phật Thầy trực tiếp kế truyền, mà còn trải qua sự nối tiếp của chư tổ sư. Một điểm đặc biệt là sự nối tiếp này do tâm đắc hoặc cách cảm bằng trực giác giữa liệt vị tổ sư, chứ hết thảy đều không hề là sư môn trao truyền cho đệ tử. Chúng ta lần lượt dõi theo sự tiến triển của các vị hoàng đạo trước khi Phật giáo Hòa Hảo nhận lãnh sứ mạng. 1. Các vị hoàng đạo sau Đức Phật Thầy. Từ khi Đức Phật Thầy viên tịch về sau, có nhiều vị kế tiếp đứng ra truyền giáo theo những pháp môn và nghi thức của Ngài. Chúng tôi muốn nhắc tới Đức Phật Trùm, phát tích tại núi Tà Lơn, Đức Bổn Sư, giáo truyền tại núi Tượng, và ông Sư Giải Bán Khoai, quá hiện tại Vĩnh Tế. Đức Phật Trùm gốc người Miên, tên thật là Ta Pol, quê ở Sóc Lương Phi. Năm 1868, sau một cơn đau nặng chết đi sống lại, Ngài quát nhiên tỏ ngộ, giảng đạo toàn bằng tiếng Việt. Trong một bổn giảng còn lưu truyền, Ngài có tự nhận: tuy rằng hồn xác của mình, hồn trùm của Phật xuống lên dạy đời. Và như Ngài thường nói, ta là trùm của Phật sai xuống giảng dân, cho nên người đương thời gọi Ngài là Đức Phật Trùm. Ngài có những phương pháp trị bệnh lạ lùng và đem lại kết quả tốt cho nhân dân, nên người ta ngưỡng mộ rất đông. Khoảng năm 1870, Ngài bị quân Pháp tình nghi quy tụ quần chúng để giấy loạn, nên bắt đày ra hải ngoại. Sau đó một thời gian họ trả tự do cho Ngài. Ngài lại tiếp tục giáo đạo cho đến năm Ất Hợi 1875 thì tịch. Kể từ khi hóa hiện cho đến lúc nhập diệt, cũng như Đức Phật Thầy, Ngài có sứ mạng độ đời chỉ trong 7 năm. Sau Đức Phật Trùm là Đức Bổn Sư, Ngài chính danh là Ngô Lợi, sinh năm Canh Dần 1830, mở đạo năm Mậu Dần 1878 và tịch năm Canh Dần 1890, thọ 61 tuổi và độ đời được 12 năm. Đức Bổn Sư cũng tự tâm tỏ ngộ như Đức Phật Thầy và Đức Phật Trùm. Ngài cứu bệnh dạy đời và lập ra tông phái Hiếu Nghĩa tại núi Tượng. Tín đồ của Ngài cũng để tóc để râu, cũng tại gia tu niệm như phái Bửu Sơn Kỳ Hương trước kia. Và Ngài cũng bị pháp khủng bố như Đức Phật Trùm, nhưng họ không làm hại Ngài được. Khi Đức Bổn Sư viên tịch chừng 12 năm và khoảng năm Nhâm Dần 1902, tại kinh Vĩnh Tế, người ta thấy xuất hiện một vị chân tu hình dốc mảnh mai, chèo thuyền đi bán khoai mà miệng luôn luôn khuyên đời tu niệm. Vị ấy hằng xưng là sư và dốc hình có hồi trông như bà Giải, cho nên người gọi là Sư Giải. Chỉ trong 2 năm, ông Sư Giải Bán Khoai sau khi truyền lại cho đời quyển Sấm Giảng Người Đời thì không còn ai thấy tâm hơi của ông ở đâu nữa. Ngoài công việc khuyên đời tu tỉnh, trong sấm giảng nói trên còn nhiều đoạn tiên tri sự biến thiên hải hùng cho nhân loại trong thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Kiếp. Khi rõ ra thì chuyện đã rồi, không một ai được quy y với ông Sư Giải. Người ta chỉ truyền tụng với nhau những câu kinh của người vắng bóng. Nào khi Sư Giải Bán Khoai, trong kinh Vĩnh Tế ai ai cũng lầm: mặt cân tôi chẳng biết cầm, quê mùa già cả âm thầm biết chi. Ngoài cách giáo truyền đồng nhất là những lời sám kệ hô ứng với nhau, có một điểm ám hợp lạ lùng giữa Đức Phật Thầy, Đức Phật Trùm và ông Sư Giải đáng chú ý là: 1. Đức Phật Thầy hóa hiện trong 7 năm và Đức Phật Trùm cũng độ đời trong thời gian đúng y như thế. 2. Đức Phật Thầy tịch 12 năm thì Đức Phật Trùm xuất hiện, còn Đức Bổn Sư thì giáo đạo cũng trong khoảng thời gian 12 năm. 3. Đức Bổn Sư sanh năm Dần, mở đạo năm Dần và tịch cũng năm Dần, thì ông Sư Giải cũng hóa hiện trên kinh Vĩnh Tế trong năm có mang địa chỉ ấy. 4. Đức Bổn Sư tịch 12 năm thì ông Sư Giải xuất hiện, giống như khoảng cách giữa Đức Phật Thầy và Đức Phật Trùm. Tài liệu này bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ thêm về sự chuyển kiếp của các ngài mà nhiều người đã đề cập. 2. Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện. Sau 39 năm kể từ khi ông Sư Vải vắng bóng, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ hoàn khai đại đạo. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, Ngài được 19 tuổi. Từ năm 1920 đến năm 1939,
đứng ra khai sáng Phật giáo Hòa Hảo. Danh từ Phật giáo đã nói lên một cách sáng tỏ rằng đạo Ngài là đạo Phật, nguyên lai từ Đức Thích Ca, còn hai tiếng Hòa Hảo là địa danh nơi Ngài sanh trưởng, bao hàm một ý nghĩa từ bi. Vả lại, Ngài cũng thường ký biệt danh Hòa Hảo, cho nên tôn giáo của Ngài mới mang danh từ Phật giáo Hòa Hảo. Cũng y như trường hợp của Đức Phật Thầy, Đức Phật Trùm và Đức Bổn Sư, Đức Giáo Chủ tự nhiên tỏ ngộ, Ngài chữa bệnh, thuyết pháp và viết kinh để phổ truyền mối đạo. Nếu đem so với công việc của các vị trước kia, từ Đức Phật Thầy trở xuống, công việc của Ngài vì hoàn cảnh và thời cơ khác nhau đã có nhiều đổi mới. Ngài đã cứu được rất đông người đau bệnh ngặt, thuyết pháp rất nhiều chỗ, và nhất là sáng tác kinh kệ rất dồi dào, để rồi thu hút hàng triệu tín đồ trong một thời gian ngắn ngoài tầm tưởng tượng. Ôm lại thời gian từ năm 1939 đến năm 1947, đạo Phật giáo Hòa Hảo đã trải qua biết mấy độ thăng trầm, và Đức Giáo Chủ đã vì quá thương xót chúng sanh mà phải gánh chịu vô vàn gian nan chua xót. Muốn lập đạo có câu thành bại: sự truân chuyên của khách thiền môn, khắp sáu châu nức tiếng người đồn, ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Bởi đức hy sinh vô cùng và lòng từ bi vô lượng đó mà Đức Giáo Chủ đã nắm được thành công lớn giữa một thời đại nhiễu nhương, dẫy đầy những mâu thuẫn lớn, để rồi trên triển vọng, người ta thấy chắc chắn Ngài sẽ giải quyết được những vấn đề lớn sau này. 3. Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo có điểm tương đồng. Nhìn qua quá trình diễn tiến từ năm Kỷ Dậu, năm 1849, tức năm Đức Phật Thầy sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương, cho đến nay Mậu Thân, năm 1968, mà Phật giáo Hòa Hảo đang có sứ mạng kế tục. Ta thấy mối đạo này đã thọ được 119 tuổi, với pháp môn hành đạo và nghi thức thờ phượng có chỗ gần giống nhau, với sự biến chuyển sắc thân của các vị giáo chủ có nhiều quan hệ mật thiết, đã cho phép chúng ta có thể kết luận rằng Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo có một số điểm tương đồng. Mặc dù những giáo điều của Đức Giáo Chủ hiện nay có tế nhị, khoa học và phong phú khác xưa, những tinh ba Phật lão, nho và tư tưởng riêng của Ngài, dù những danh xưng và những nghi thức thờ cúng có biến đổi, nhưng đó cũng chỉ là một thức lệ canh tân để làm phương tiện độ đời. Nhìn vào bài Tứ Bửu Linh Tự của Đức Phật Thầy, rồi đọc đến những bài thơ khoáng thủ hoặc ẩn từ sau đây của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng tôi xin dẫn hai bài khoáng thủ, một nơm và một hán. Bửu ngọc vãng lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu, kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu. Bửu ngọc mai danh ẩn nhục tràng, sơn đài hồ hải luyện tứ phan, kỳ sanh tạo giả thi truyền tục, hương giải thao tồi thị bảo giang. Và một bài ẩn từ, ngoài bốn chữ Báo Linh được ghép vào, còn chỉ luôn cả hệ tộc của Đức Giáo Chủ: Huỳnh sanh cơ thẩm đáo trung đàn, tự giác âm thầm kiến tiên bang, bửu ngọc sơn trung kỳ hương chí, tứ hải bất hòa khởi liên giang. Để chấm dứt đoạn này, chúng tôi xin trích thêm mấy câu xác nhận sau đây trong chỗ liên hệ giữa Đức Phật Thầy và Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bày điều huyễn hoặc, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. 4. Ảnh hưởng trong đại chúng. Chỉ trong một phần tư thế kỷ, đạo Phật giáo Hòa Hảo đã có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân Việt Nam và gây được tiếng vang lớn lao trên trường quốc tế. Điều đó khiến cho nhiều bậc thức giả suy nghĩ, và họ đã đặt lên những câu hỏi trước chúng tôi trong những ngày gần đây.
để giải đáp thắc mắc ấy, chúng ta nhận được một cách rõ ràng rằng, trước hết Đức Giáo Chủ đã nhận thức được thời cơ, đã nắm vững được mối mặc khải của Lý Thiên Đình. Kế đó Ngài đã biết nắm lấy nông dân trên một miền đất phì nhiêu là Hậu Giang để làm căn cứ và xuất phát điểm. Và sau cùng, Ngài đã hướng được đa số nhân dân quay về một mối. Thế là các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Ngài đều có đủ trong tay. Thêm vào đó, Ngài có một căn bản giáo lý vững chắc, đem tứ ân dạy người tu tròn nhân đạo, lấy tịnh độ đưa tín đồ đến chỗ giải thoát trần lao. Ngài còn có tư tưởng tiến bộ trên căn bản quốc gia dân tộc để đưa người ta đến một xã hội công bằng. Những điều kiện khái quát dẫn trên là duyên do chính yếu để làm cho Phật giáo hòa hảo phát triển trên hai phương diện thực chất và ảnh hưởng. Bởi một lẽ khá dễ hiểu là giáo lý của Ngài rất thích hợp với đời sống thực tế của toàn thể chúng sinh.